mình welcome mọi người đến với kênh của Việt Florida US. Hôm nay là ngày thứ bảy ngày 8 tháng Giêng năm 2022. Thì hôm nay Steven sẽ đi lấy một chiếc xe để tặng sinh nhật và tặng ngày 20 năm kỷ niệm đám cưới. Thì chiếc xe này Steven đã đặt gần hơn một tháng trời, không, từ tháng 11 năm 2021 tới bây giờ rồi, xe nó mới về. Thì hôm nay cuối tuần rảnh Steven mới chạy được lên trên dealer để pick up chiếc xe. Thì bữa nay cô chú anh chị và các bạn theo chân Steven để xem thử Steven mua chiếc xe nào để tặng cho bà xã dịp sinh nhật và ngày anniversary, 20 years anniversary. So mọi người hãy theo chân mình để xem mình đi lên trên dealer để lấy chiếc xe về nha. Ok. Cho nên đặc biệt mình lại mình service xe, mua xe họ cho mình uống có, cho mình uống cà phê. Cà phê mình không có trả tiền nha, free. Phải cho bánh luôn. Cà phê với bánh ngọt là ăn thoải mái luôn. Sợ không dám ăn, ăn nhiều quá lên đường với vô văn phòng để làm giấy tờ cho xe. Bằng agent salesman nó mới nói với mình là nó ready cho mình rồi, mình giờ phải đi vô đó. How you doing, man? Yeah, pretty good. Print this out real quick. Just have a couple things for you to sign. You'll be He was not the only one. He was not the only one. Gosh, yeah, it actually happens more than you think. Jeez. I almost hit one too. I walk in and I see reflection of myself in the mirror and I'm like, oh, boy. Alright, I'm gonna grab a couple things off the printer, I'll be right back. He was on the phone. Jeez. Hiện tại Steven đang làm giấy tờ để finance, thì để lấy chiếc xe. Cái thằng sales agent bữa nay nó nghỉ nên nó có người bạn giúp để làm giấy tờ cho xong. Cái xe này đúng là Steven đặt thời từ tháng 11 2021 để cho ngày sinh nhật của bà xã, mà tại vì Covid á, thì nó có mấy cái conductor nó không đủ nên xe nó hơi hiếm, giá nó cũng hơi cao, mà con cái dealer này nó không có đẩy cái giá của chiếc xe lên mà nó giữ cái giá y nguyên. And Steven cũng có hỏi là tại sao mà họ giữ cái giá như vậy, thì họ cũng không muốn đẩy cái giá lên thì giữ cái giá cho. Right now. If you want to hang out in the cafe there. Yeah, I just walk around and yeah. For sure, I'm gonna hand this off and the car should get off. If you don't see me, just send me a text. I just walk around the block. Yeah, you know, sounds good. I just do like a little vlog for videos. Thank you. Of course, thank you. Hiện tại bây giờ Steven ký giấy phần thứ nhất xong rồi, giờ đi qua finance. Yes. How you doing, man? Nãy đi uống liền cà phê nó về chưa xong rồi, vòng coi chắc chiếc xe của nó có bị cái gì không. Đầu đợi vô làm ký giấy tờ nữa là nhà xong xuôi, về nhà lái xe mới. Chiếc xe trắng ngoài kia là chiếc xe Steven sẽ lấy, chiếc đó là chiếc RX 450 Hybrid. Tại bây giờ xăng lên, giờ bác Biden nắm Nhà Trắng là cái gì, giá xăng lên khủng quá. Bây giờ phải mua chiếc hybrid bằng điện để mình chạy nửa điện nửa ga thì nó đỡ. Thì đương nhiên cái giá hybrid nó cũng hơi cao một tí, mà có cái lợi là cái dealer này nó không có đẩy cái giá xe lên, nó giữ cái giá xe nguyên thủy của manufacturer. Thì Steven có hỏi có nhiều dealer khác nó đẩy cái giá lên mà chỗ này nó giữ cái giá nguyên, thì đương nhiên nó nói thằng ma này chờ nó nói thì tại vì nếu mình đẩy cái giá lên á thì mình chỉ ăn được có mấy ngàn thôi, mà sau Covid á, thì lỡ mình lấy cái bad reputation á, thì nó không có tốt cho cái dealer. Vì cái dealer này nó giữ cái giá nguyên thủy, cái service nó rất là tốt, có nhiều người từ vùng khác vô đây mua, tại vì lý do đó. Vì đa số những xe mà nó trên đường về dealer thôi á là người ta đã mua hết rồi. Xe này Steven đã đặt đặt cái nó là từ Depart là từ tháng 11 năm 2021. Bây giờ qua tới tháng Giêng 2022 rồi, xe nó mới về tới thì ghé qua để làm giấy tờ để đem xe về lái. Steven bữa nay ghé qua lấy xe, có gặp gia đình Việt Nam cũng đang mua chiếc xe luôn. Chiếc xe màu trắng mà nó lớn hơn tí. Gia đình ở Brandon rồi ghé qua lấy xe. Nó low window cũng được. Ủa sao con? Nó muốn xuống cái cửa. Mẹ kéo cái cửa xuống, kéo cửa kia xuống. Ờ gì không? Ủa mình có hết cho hai cái. My new fan. Hello. Ok Ria. Chúc gia đình mình có xe mới vui vẻ nha. Đi chơi nhiều chỗ. Gặp lại. Dạ gặp lại. Với gia đình anh này từ Việt Nam, từ Brandon, Florida chạy lên đây lấy chiếc xe hôm nay luôn. Nguyên gia đình là lấy chiếc xe mới thôi. Steve mình cũng kéo qua lấy xe của mình luôn. Have to throw the garbage in there. Give them a few minutes, let them go out there so you can record it. Sure. Man, this is something new for me. Hello, hello. All right, it's always a pleasure. Enjoy. Be safe. This is Adam. Out there. This is Ahmed. Thank you, Ahmed. Thank you. Of course, be safe out there. Always a pleasure. Okay. Congrats, Steve. Thank you. Beautiful car. Thank you. Thank you. Oh, sorry. Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations, brother. That's it? Yes, sir. Yeah. Let's see if I have any paperwork to pick up. Oh. What is exciting in this thing? Yes. Man, I have to order a mud goer, man. It's about time. Yeah, I have to get a mud goer for the car. You have to get a mud goer? Yeah, there's no mud goer. Okay. Guys, this is Ahmed from Lexus of Wesley Chapel. Yes, sir. Yeah. How you doing? If you need a car, nice service, come here for Ahmed. Come and see me. Mới họ có cho lót cái miếng lót xe. Tại ở đây mưa nhiều mình cũng phải mua cái miếng này về để mình lót vô cho cái xe nó sạch sẽ, không nó không bị dơ. This is the Lexus RX 450 Hybrid. Ở trong màu đỏ ngoài màu trắng. New car, man. Like a new car. New car. Nice, right? Yeah, look nice. Cà cà vô vô. Bỏ này vô cho nó sạch. Weather check. Weather check. Nó có rồi không mà mình để vô cho nó đã, khi mình ngồi nó trời mưa á, yeah, nó không có bị ướt nè. Yeah. Có cái original F-Sport nè, red and black. Tụi nó cũng rít chứ không, người ta muốn để mình lên để cho nó sạch á, clean. Perfect. Vô ngồi đi, thoải mái. Check it out. Review. Review. Review here. Nothing go wrong with this one. No key. Oh, có key mà. What the hell is the key? Oh, well, when you see ready, that's yeah, good. It's hybrid mà. Nó to lên mình không nghe. Ồ, nó chạy bằng điện hả? Chạy bằng điện, lúc đầu mình kêu điện lên là điện không. Oh, they finally, Lexus finally made touchscreen. Oh man, that's the language. Oh, this music, man, it's copyrighted music. You gotta cut it out. Gotta cut out that copyrighted music. Now Lexus has touch screen finally. Finally, right? Yeah. Cái screen này như nó xuống vào, lên xuống vào. Hả? Cái screen này như nó lên xuống vào. Biết nè, chưa thử. I think so. They have a lot of options there. 360 camera. I like that. 360 camera. The top view. Man, I have no clue where they put the camera is, man. Top view. Yeah, how are the camera? This. How does it go? A few years later, and it's a lot more advanced. They're more advanced now, right? But you, when you drive, you feel like you're driving a sport car, right? You hear like zzz, zzz, you know, like that. That's a muffler around. That's a fake noise. Yeah. Do you have that on sport mode? No, on regular mode. Echo. Eco. When you start it, you don't feel anything. When you first start a car. Yeah. Cái suspension nó cũng không có. Logo được 31 man. 31 miles per gallon. Và on logo. Còn highway nhiêu? Cũng khoảng đó, nó bằng nhau à. 40 không? Nó không tới đâu. Khoảng ba mấy à. Cái xa ngồi nó cũng rộng á. There's plenty spaces in the back. Cái này cái tí mình đi long distance này cái xe này nó đỡ hơn tí không? Save you gas and then you sit more comfortably and on the back. Bà coi cái sau của Nga chưa? Yeah, thấy chụp hình rồi chưa, cái đi vô coi thử. Yeah, coi thử. Yeah, yes. That can go fast, man. 50 miles per hour. Oh shit. I tried it. I went I took her scooter and I only put on 9 miles per hour. Yeah. And it was fast. Flying? Yeah, it was flying. Like for them, they have to go on like 3 miles per hour. Yeah. Giờ vô nhà con Nga coi cái phía sau họ làm cái nhà lưới rồi, về coi nhà lưới này sao. Wow, làm cái sau rộng quá. Yeah, very spacious. This is em á. This is spacious. Spacious mẹ, phía sau này rộng quá. Làm bên thấy nó khác liền đấy. Làm nhà lưới này lên này ngồi thoải mái luôn. Well, but this is a lot of room already. Yeah. Yeah, it's a lot of room here. Khi làm mình thấy cái nhà khác liền không em? Yeah. It's like a different house. Just to cover it up so that yeah, so people don't bump into it, or you can scratch that thing, you can make it leak. Oh, you should help go carry the ladder. I can bring it later. We'll come back later with the ladder. Với quý anh chị và các bạn, video này đến đây chắc tạm thời mình sẽ ngừng ở đây. Tại vì cũng hơi dài, sợ quay lâu quá cô chú anh chị xem hơi chán. Thì chiếc xe đã về tới nhà rồi. Thì tạm thời mình để đó đi, rồi vài ngày nữa mình Steven sẽ lái thử rồi sẽ làm một cái review phần 2. Nếu cô chú anh chị nào muốn xem tiếp cái phần 2 của chiếc xe Steven mới đem về nhà. Hy vọng là sẽ có phần 2 cho cái video bữa nay. Thì Steven xin cảm ơn mọi người đã xem video tới thời điểm hiện tại. Thì trong tương lai Steven hy vọng là sau cái project Steven đang làm trong cái chỗ làm á, nếu mà hơi rảnh rỗi tí thì Steven sẽ quay phim tiếp tục về nhà cửa hoặc đi chơi chỗ này chỗ kia ở Tampa hoặc Florida. Thì Steven sẽ quay lại ở những thì có cơ hội nào Steven sẽ quay tiếp nha. Cái gì hẹn lại gặp mọi người ở một video sớm nhất nha. Bye bye. Xin cảm ơn mọi người. Bye bye.